Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Thiên Phúc Lo. Trong video ngày hôm nay thì Phúc và Duy sẽ cùng chia sẻ cho các bạn phần tiếp theo của chương 4, đó là khách thể của tội phạm. Và cái phần này chúng ta sẽ nói về cái đối tượng tác động của tội phạm nè, rồi các yếu tố để mà đối tượng tác động nó hướng đến là cái gì. Thì trong video này thì Phúc sẽ đóng một cái vai trò rất là quan trọng luôn, đó chính là ngồi lắng nghe Duy chia sẻ. Do đó là các bạn thấy video này hay, bổ ích thì hãy giúp Phúc like và subscribe để ủng hộ cho Phúc cũng như Duy nha. Thôi, như vậy thì đối tượng tác động của tội phạm thì người phạm tội khi thực hiện hành vi luôn tác động đến một cái đối tượng cụ thể. Ví dụ như là A muốn giết B thì A phải tác động lên cơ thể của B, và B chính là đối tượng tác động của tội phạm. Thì các đối tượng tác động ở đây là của tội phạm là được hiểu là một cái bộ phận của khách thể tội phạm, mà khi tác động lên nó, người phạm tội phải gây ra thiệt hại hoặc là đe dọa gây ra thiệt hại đấy những cái quan hệ xã hội mà được pháp luật mình sẽ bảo vệ. Như vậy là chúng ta vừa lắng nghe về cái phần là khái niệm của đối tượng tác động của tội phạm. Thì cái đối tượng tác động của tội phạm này nó sẽ gồm các biểu hiện sau đây, các bạn lưu ý giúp mình ha. Chúng ta lấy giấy viết ra và chúng ta ghi nhận lại. Đầu tiên đó là con người, cái thứ hai đó là các đối tượng vật chất, và cái thứ ba đó là quyền và nghĩa vụ của chủ thể. Thì ở trong cái phần con người này, các bạn hình dung nha, con người với tư cách là một cái loại chủ thể của quan hệ xã hội, và nó có thể là cái đối tượng tác động của tội phạm. Ví dụ như trong tội giết người đi, người thực hiện hành vi phạm tội thông qua việc tác động vào con người, một thực thể tự nhiên trong cái xã hội này, thì đã xâm phạm đến quyền và tính mạng cũng như là quyền được sống của con người, và được thể hiện trong luật hình sự mà được pháp luật hình sự đã bảo vệ rồi. Và tiếp theo đó là cái yếu tố tiếp theo, đó là các đối tượng vật chất và ý nghĩa. Đối tượng vật chất với ý nghĩa là khách thể của một cái quan hệ xã hội, có thể được xem là một cái đối tượng tác động của tội phạm. Thì ví dụ như ở các tội xâm phạm người sở hữu nè, để xâm phạm được cái quyền sở hữu thì người tội phạm phải tác động một cái loại tài sản đó, đối tượng vật chất mà chúng ta phải tác động vào nó thì chúng ta mới có thể gây thiệt hại hoặc là thực hiện xong cái hành vi tội phạm của mình. Và tiếp theo đó là quyền và nghĩa vụ của các chủ thể, là một cái nội dung trong quan hệ xã hội có thể được xem là đối tượng tác động của loại tội phạm. Ví dụ như một cái tội đó là tội đưa hối lộ, thì các bạn có thể thấy rằng là người phạm tội họ sẽ xâm phạm đến cái hoạt động đúng đắn bình thường của cơ quan nhà nước. Thì ở đây chúng ta hình dung nha, đối tượng tác động của một loại tội phạm đó chính là các cách thức, cái sự mà gọi là sự va chạm, được gọi là va chạm giữa một cái đối tượng này với một cái đối tượng khác nhằm gây một cái thiệt hại nào đó cho cái đối tượng mà bị tác động lên, thì chúng ta hình dung như vậy. Thì như vậy là trong video này nó cũng chỉ ngắn gọn như thế thôi. Thì nếu mà các bạn vẫn chưa nắm rõ được cái phần này, các bạn có thể comment ở bên dưới, thì chắc chắn là Phúc và Duy sẽ tiếp tục làm những cái video chia sẻ cho các bạn thêm về kiến thức như vậy để cho các bạn củng cố cho mình một cái lượng kiến thức về pháp luật hình sự. Và nếu các bạn cảm thấy video này hay, hữu ích thì hãy giúp Phúc và Duy like, subscribe nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.